lúc này là hai cha con mình đi mua xôi để đi lên gãy ăn nè. Ủa có chưa, có đó, 10 hộp đó, 10 hộp nãy dặn. Ủa cha ăn cái gì kìa, bánh mì bên đó đó cha. À. Rồi đi cha, rồi nè cho đi đi. Cảm rồi ta, cảm ơn cha. Ai da, rồi giờ xe rồi giờ hai cha con mình đi qua mua bánh mì nữa cả nhà ơi. Thế vậy thôi chứ đi lên dãy đói lắm nên giờ phải mua đồ ăn làm xíu đói. À cha bánh mì gì vậy, bánh mì này cả nhà, không có để trả đâu. Rồi cha ăn gì cha kêu đi. Cho nó không có tiền à, cho sáng có mấy bé nó đi mua đồ ăn sáng đi. Đó, cha mình nha, bánh mì thịt nha. Đây, quay cho mọi người coi xe bánh mì nè. Cũng nhiều bánh chứ bộ. Kế bên là còn có bánh cuốn nữa. Chịu nổi đâu. Ủa? Nước suối à? Chị cho em hỏi nước suối nhiêu thùng chị? Nhỏ hay lớn? À, Aqua 500ml á. 500ml 9,5 ngàn. Lấy cho em thùng nha. Thằng lấy người mấy trăm? 500. Lấy cho em thùng 500. À 95 ngàn thùng cả nhà. Để xin trả tiền chứ. Vậy hả, bỏ xe luôn được không hay là em phải tự ginh? Thôi tìm em đi. Đây đây. Rồi em cảm ơn. Ủa à, có người lấy rồi, cảm ơn chị nha. À đi đi cha. À cha mình ra dắt thùng xuống cho nè. Ơn sao nè. Thôi bỏ trước đi cha, quên nữa. Rồi nó sang đi. Nó sang. Không hai cho con này gói sợ luôn á trời. Mình đâu có gì vừa đâu, mình có nhiều đó hả. Ông cay ông rồi. Hợp lý đúng không? Để làm cho nó chắc gì gần lắm. Không biết làm mà lo gì. Hàng gì? Đây đừng có để đụng cái lá lên hành nè. Thank you.
con. Ờ, để như sao xe về xe ra. Quăng dưới luôn mà. Cái dừa đầu tiên. Dừa, dừa. Chồng đi, cho nó nhanh. Rồi, cái dừa đâu? Đưa cho em coi. Cái dừa đâu? Để lấy cái dừa coi. Cái dừa đầu tiên, lấy cái dừa. Ủa, cái dừa dứa đâu ta? À, chưa chưa bỏ phân xuống, bỏ phân xuống nữa. Bỏ phân kìa. Phân kìa. Phân với bịch phân này của em đâu? Bịch phân ở chỗ ông nội á. Với thuốc đây chuyển cây. Em chuyển cây xuống nữa. Người phân người để phân người trồng cái cây trái trước trồng. Cái đầu tiên trồng trước. Thuốc là nãy máng xe đó. Ủa. Cái này trồng vậy hay trồng vậy? Ờ trong vậy đó em ơi. Vậy đúng không? Ờ. Bây giờ không có cái dừa nào dừa dây nha, dừa ơi. Không biết rồi. Ủa. Lấy được phân chưa? Đang lấy kìa. Ai lấy? Còn dừa dứa trong đại không? Trồng đại đi. Ai dừa dứa hả? Lấy cái dừa trồng trồng trong tay nè. Dứa nè. Thôi để đi, tự lấy cho đi được rồi. Hết rồi. Canh được chưa con là hai cái dứa nè. Chị còn té nha. Có công lên phim ta nói ủa sao ông này không làm mà bán vợ làm. Nói nào mới nói hả? Nó bỏ phân chưa? Gãy máu vô. À tôi nói ví dụ mà. Ví dụ đốt cái đó là kéo vào kia. Đi bám kìa. Cái dao có thấy ghê quá anh ơi. Cái dao không ai xài gì hết trơn, anh cắt đi. Để đi. Hả? Thấy gì trong vứt cái bùn không ạ?
kìa. Bỏ ra đi cái kia không? Nó mau bắt dễ còn không bỏ ra để lại chồng luôn. Nhưng mà nó lâu. Lâu hơn. Bỏ ra thì nó bắt dễ nha. Chồng đâu luôn đó. Đây ha. Ở đây có đốt mà. Ở đó nó rào đó. Bỏ phân vô, bỏ phân cho. Đó, nè, nhanh nhanh lên lấy dừa xuống nhanh. Nè, đưa đưa dòng mấy cây đi. Có kêu kìa. Thêm chai bò hút nữa nè. Trời mà chưa hết mệt nha. Giờ đây còn thêm ly nước suối nữa nè. Mời cả nhà uống nước suối nha. Ủa, mùi luôn. Bắt đầu tới công đoạn ngồi ăn cơm trưa. Xanh. Có tiền có tuổi kia thật xanh. Xanh đi trời khỏe quá mà. Ủa mà ông tin gì vậy? Ông Tam. Tam hả? Ừ. Ủa ai trên kìa kìa trên kìa. Anh Khanh, Khanh. À, chào Khanh. Ăn cơm mọi người nè. Cái này cơm gà kho nha, mời cả nhà ăn cơm với Ken nha. Không, để xíu em cơm để ra. Đụng băng lên. Làm mệt đó, xong cơm ngon lắm mọi người. Cơm gà kho với lại đậu luộc. Cái này đậu que luộc. Ăn tại chỗ luôn. Ăn xong làm tiếp. Ăn tại chỗ làm luôn đó, giờ ngồi ăn ăn xong nghỉ mệt xíu xong đi vô làm tiếp. Mọi người thấy cuộc sống nông dân làm sao, mệt lắm chứ không phải giỡn đâu nha. Rồi dính thạch xanh vô rồi, chạy đâu cho khỏi thạch xanh ơi. Cũng dính rồi, giờ xong rồi. Quay lại cười cái coi. Bây giờ là ăn xong rồi. Trời ơi. Té. Ghê quá. Ăn xong rồi mọi người. Giờ chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình đi làm nông. Em đi qua bên đó hả, đảo mọi người. Giờ đang ngồi trên vỏ đải nè. Đó. Đây nè mọi người, đây là cái vườn ớt trên đảo nè. Đó. Sắp tới nè. Sắp tới sẽ quay vườn ớt cho mọi người coi. Đó, đi lên nè cả nhà. Vườn ớt. Ở nè
này trên đảo nhìn xuống nè mọi người. Bị da đâm vô cái quần. Nhìn đỡ nha. Đi làm cái chân nè. Có mấy cái bắp nữa nè cả nhà. Đây là cây ớt nè mọi người. Đây, để canh cho mọi người coi cái trái ớt nha. Mấy trái ớt nhìn xanh mà nó tươi ghê chưa. Bự ơi là bự luôn á. Do là đất ở đây cũng tốt quá mọi người. Nên cái cây ớt trái nó bự lắm. Nóng về cả nhà ơi, bây giờ là cổng đổ giặt ủng nữa nè, hai đôi ủng nè. Đi từ sáng tới chiều nay đâm rồi. Giờ chiều rồi đó, sáng sớm đâm sáng đi. Không biết mấy bạn khác làm nông sao chứ ghi nghe là mệt nha. Quá đuối. Đó, giờ trên giặt xong mới đủ ủng nè. Mai đi tiếp. Tại vì biết sao không, thật ra để mai men cũng được, nhưng mà vậy thì nó có cát ở trong đó, nó khó chịu chứ mình lắm. Nên là trên giặt nó luôn. Để sập với lại nè, mới chà xong cái cặp giò nè, cặp giò để tình xong nè. Đó. Cho nó khỏe. Chung lên. Giờ em tiếp tục cuộc hành trình. Mình gọn ghê. Đó là làm luôn nó thật sự nó đỏ. Mình cái gì nữa đó, mình bị nhiều quá, cái kem cho mình chướng mắt. Hơi khó chịu. Lô. Ông qua trời ơi. Tô mì gói của tôi. Rồi. Mì cả nhà ơi, mời cả nhà ăn mì với kem nha. Ôi mẹ, mai á, sáng đi chợ, xong cái con mua với thịt ba gọi ha, thịt ba gọi với mua đồ nấu canh chua, mua me rồi cho mẹ luôn, xong rồi cái con đem về mẹ nấu đi, mẹ nấu cơm nha, chưa cơm, cái thôi, giờ kem ăn mì cả nhà ơi, còn hơi nóng á, đi chợ mua nãy chuối và ăn kem ơi, đáng mua chưa? Để ăn mì xong tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra chợ mua cho chuối ăn được không? Mới mua bột bánh lớn để cổng ra. Ừ, để muốn ăn gì mày cứ qua mày mua đi. Ừ, mua. Tôi mua trả tiền. Ừ. Mới mua bên kia. Bên kia là mẹ ăn, bên đây là con. Chung mà. Chung á. Ừ. Ừ, mai kia mẹ, bên đây là con bán. Rồi, ăn luôn. Ừ. Thôi, vậy thôi, bye bye kìa. Ủa dạ hả? Ồ, ngon lành. Dạ, dữ lắm. Ủa, mày ta có đẻ trứng không ta? Đây, có. Giờ làm sáng, giờ là mở trong máu hết luôn rồi. Máu mở hết luôn rồi. Bác rồi, bác sĩ, nó hết mỡ máu rồi. Hết rồi, khỏe rồi. Làm sáng giờ luôn. Ủa, con bộ đồ dơ bỏ đâu rồi? Giặt hay gì? Ngày nay chưa có con gây giặt, đỏ không có lọc. Con bộ dơ đi kìa. Mới giặt đi. Rồi, cái tay bữa nay nó đen. Mùa nay nó còn đen hơn. Giờ mình nè, nắng ăn. Nè, một chai giặt không? Ai kêu cháu không chịu mặc áo khoác. Có không? Làm chi? Có đâu mà mặc. Mai sẽ mặc áo này luôn đi. Rồi ông đen coi giường tối nè, ba bỏ ông luôn á. Ba chê xấu. Rồi chê ông, bây giờ ba trắng rồi. Ông ngoại chữ. Ba chê chị. Ừ, ông ra cho bỏ đi. Cái muỗng gì thấy ghê vậy. Ông ngoại. Video của Sen và Ken tới đây là hết rồi nè. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye.